Chào mừng anh em đã quay trở lại với chuyên mục Hãy chọn giá đúng trên Relab. Và hôm nay sẽ tiếp tục là một sản phẩm mà mình cũng không biết giá, và có lẽ anh em cũng không biết giá luôn. Nhưng mong rằng sau khi xem video review và giải mã con chip này, anh em sẽ biết được, và có thể nếu anh em đoán được mức giá của nó, comment ở bên dưới nhá. Và sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Redmi C11 với con chip Helio G80. Ấy lộn, Helio G35. Ghi ở đây là Gaming Processor, chip chuyên game. Vậy thì liệu rằng hiệu năng của nó khi chơi game sẽ ra sao? Đấy là lý do mình làm video hôm nay. Và trước khi đi vào cái phần bài test mà đúng chuẩn form Relab cũng như là mục hãy chọn ra đúng của các bạn, thì nếu anh em quan tâm, truy cập vào link ở dưới phần mô tả video tại Cellphone S đang nhận đặt hàng trước chiếc Realme C11 này. Chi tiết hơn thì đấy, anh em hãy cứ xem video và mình sẽ đánh giá cho anh em xem là nó ngon hay là nó đáng hay là nó có những cái yếu tố gì hợp lý với anh em nhá. Có vẻ như năm nay Realme khá là thích các sản phẩm chip của MediaTek, từ G70 trên Realme C3, G80 trên Realme 6i hay là Helio G90T cũng có mặt ở trên Realme 6 luôn. Còn bây giờ với sản phẩm Realme C11, tại sao nhỉ? C1, C2, C3, xong rồi chúng ta làm ngay một con C11, khá là khó hiểu. Cái con chip thì tên của nó cũng khó hiểu luôn, đó chính là Helio G35, cái hậu tố và tiền tố 3 và 5 chưa từng xuất hiện. Nhưng mà nghe cái con số này thì chúng ta có thể đoán ra được là nó ở phân khúc thấp hơn so với G70, G80 hay là Helio G90T. Chi tiết hơn thì mình có tìm hiểu được với con chip Helio G35 này, nó sẽ chạy là 8x64 bit ARM Cortex A53 ở tần số là 2.3 GHz, yếu hơn một chút. Ví dụ như là Helio G70 chúng ta còn có 2x mà chạy ở xung nhịp cao cơ, còn ở đây chúng ta sẽ chỉ có cả 8x, đều là cùng một xung nhịp và đều là thuộc dạng ở cái nhân ARM Cortex A53 không quá là mạnh về hiệu năng. Còn chi tiết hơn về hiệu năng ra sao thì mình sẽ gửi tới các bạn trong một cái bài đánh giá chuẩn form Relab, đó chính là test game. Tựa game mình sử dụng đó là PUBG Mobile, Liên Quân Mobile và Call of Duty Mobile. Sau khi test game thì mình sẽ có đo nhiệt độ, và cuối cùng là mình sẽ test những cái tốc độ truy xuất app và dữ liệu với những ứng dụng mà các bạn thường dùng hàng ngày. Ok, đi vào bài test đầu tiên nhé. Với ba tựa game mình có chơi đó là Liên Quân Mobile, PUBG Mobile và Call of Duty Mobile, thì tất cả các tựa game này đều thể hiện ra có vẻ như là chưa được tối ưu tốt cho lắm. Ví dụ như ở PUBG Mobile, Realme C11 chỉ bật lên cấu hình là ở mức 30fps thôi, đồ họa thấp và cái số khung hình là trung bình. Tuy nhiên khi vào trong game mình trải nghiệm thì mình cũng chỉ chơi được ở cái mức loanh quanh khoảng 25fps, đôi lúc là tụt xuống khoảng 24 cho tới 23. Ở trải nghiệm thì không có nhiều cái sự giật lag, nó khá là ổn ở 25fps, nhưng mà cái mức fps này tương đối thấp cho nên khiến cho mình có một cái cảm giác khi chơi hơi bị chóng mặt một chút. Hiện tại Helio G35 vẫn chưa tối ưu cho PUBG Mobile đó. Tiếp theo sang tựa game Call of Duty Mobile, đây là một tựa game mình luôn đánh giá rất là cao về mặt tối ưu cho những con chip yếu của nó, và với Helio G35 nó cũng thể hiện như vậy. Ở trong tựa game này thì máy có thể bật lên cái mức số khung hình trung bình, tuy nhiên là đồ họa thì vẫn thấp thôi. Cái số FPS trung bình của nó mình chơi được thì chỉ là từ khoảng từ 40 cho tới trên 50 FPS, và cái độ giật lag là rất nhiều, nó thường xuyên bị drop khung hình, và cái giải FPS các bạn có thể nhìn trên hình là nó như kiểu răng cưa, chứ nó không được đều như PUBG Mobile. Và nó lúc lên lúc xuống tùy vào cái bối cảnh, tùy vào lúc các bạn bật scope lên, các bạn ngắm hay là các bạn bắn hay là các bạn chạy nhanh. Và với một người mà đang ở rank huyền thoại như mình chơi thử một cái nick mới lập thì mình vẫn bị thua ở trong một trận đấu thường, và mình cảm giác rằng cái trải nghiệm cảm ứng ở trên màn hình của Realme C11 trong game nó cũng không mang lại nhiều những cái tối ưu, những cái sự hơn thua trong game cho mình. Rồi, cuối cùng là tựa game Liên Quân Mobile thì lại một lần nữa khá đáng tiếc, không hiểu tại sao. Có vẻ như con chip này chưa được tối ưu cho Liên Quân Mobile. Mình bật game lên thì nó bị giật, bị lag, và cái FPS nó không được đồng đều, và thậm chí có lúc là bị dừng game và bị crash luôn. Thì thôi, riêng cái tựa game này mình sẽ không đề cập đến cái phần test hiệu năng của tựa game này nữa, bởi vì đây có vẻ như là chưa được về tối ưu, chứ không phải là do hiệu năng của con chip này nó như thế nào cả. Ok, đó là ba tựa game mình chơi. Sau khoảng 30 cho tới 40 phút chơi game thì mình đo nhiệt độ, thì đây có lẽ là cái điểm sáng nhất ở trên chiếc máy này mà mình nhận ra, đó chính là nhiệt độ của máy rất mát. Ở trong môi trường phòng điều hòa nhiệt độ ổn định, mình ngồi chơi nhiệt độ ở phòng là khoảng từ 27 cho tới 28 độ C, thì cái trải nghiệm cầm nắm Realme C11 của mình rất là thoải mái, kể cả sau thời gian dài chơi game, bởi vì mặt lưng của nó thứ nhất là làm bằng nhựa cho nên là không bị tản nhiệt, không bị dẫn nhiệt ra quá nhiều. Và thứ hai thì bản thân con chip này hay là cái chiếc máy này thì cũng không nóng. Mình chơi rất lâu nhưng mà khi mình đo, các bạn có thể thấy là nhiệt độ ở vùng cao nhất ở mặt lưng cũng chỉ lên 36 cho tới 37 độ. Mặt trước cũng là chỉ là khoảng hơn 36 độ thôi. Và cái vùng nóng của nó rất là nhỏ, ở loanh quanh cạnh cụm camera gần cái nút tăng giảm âm lượng ở này. Nói chung là nếu các bạn tránh cái vùng đấy ra cầm thì thực ra là cũng chẳng thấy khác biệt gì so với lúc chưa chơi game cả. Đó, đấy là cái nhiệt độ rất là tốt ở trên chiếc máy này.
Rồi tiếp theo là đến phần bài test cuối cùng, đó là tốc độ truy xuất app. Mình có thử với 6 cái ứng dụng cơ bản mà các bạn hay dùng: Facebook, Instagram, YouTube, Chrome, Messenger và camera. Thì các tốc độ truy xuất app mình đo được nó cũng rất là bình thường, không quá đến 2 giây đâu, nhưng mà nó cũng không được quá là nhanh nhạy và mượt mà. Tất nhiên những cái app nó tối ưu tốt như là Chrome thì tốc độ mở rất là nhanh, nhưng mà tốc độ truy xuất trung bình thì vẫn ở khoảng 1,5, 1,6 cho đến đôi lúc là lên tận 1,8 giây. Và kết luận lại cái đánh giá của mình sau 3 cái bài test như vậy với chiếc Realme C11 này, đó là hiện tại con chip Helio G35, hiệu năng của con chip này thực sự nó cũng không quá là mạnh mẽ. Tuy nhiên nó có một cái điểm mạnh, đó là về nhiệt độ. Cái chiếc máy này kiểm soát nhiệt độ rất là tốt. Và cái điểm mạnh thứ hai là mình chưa đề cập đến bởi vì nó không ảnh hưởng tới hiệu năng, nhưng mà khi các bạn mua máy các bạn nên để tâm, đó chính là viên pin trên máy dung lượng tới 5000 mAh. Và sau khoảng 30-40 phút chơi game thì mình thấy rằng máy chỉ tụt còn vài phần trăm pin à. Do đó mình nghĩ rằng khi các bạn mua máy này, các bạn không nên mua để mà làm đa tác vụ, để thực hiện những cái tác vụ nặng, để chơi game nặng, chơi game mượt mà vân vân. Nếu các bạn mua máy để thực hiện một tác vụ duy nhất trong một thời gian rất là dài, ví dụ nhá, các bạn chạy Grab, các bạn mở Grab, các bạn mở Google Maps cả một ngày dài liên tục, thì yên tâm chiếc máy này sẽ không bị quá là nóng, kể cả khi có chạy ngoài trời nắng bây giờ, pin của nó vẫn trâu, sạc thì không quá là nhanh, nhưng mà nói chung tất cả những yếu tố của nó cho mình một cái trải nghiệm vừa đủ. Nếu chiếc máy này có giá dưới 2,7 triệu, khoảng 2,5 triệu cho tới 2,7 triệu thì ok, mình sẽ chấp nhận được. Bởi vì các bạn biết đấy, 2,9 triệu chúng ta đã mua được Realme C3, một cái chiếc máy mà có con chip mình từng đánh giá rồi, chơi game cũng ngon trong tầm giá đấy. Do đó anh em có những cái suy nghĩ gì khác với mình hãy để lại comment ở bên dưới. Nếu các bạn đoán mức giá của nó là bao nhiêu, viết ở dưới để chúng mình cùng bàn luận. Và đừng quên rằng chiếc máy này đang được nhận đặt hàng trước tại Cellphone S, mình sẽ để link ở dưới phần mô tả video cho anh em quan tâm tới cái mẫu máy mà thiết kế thì mình xin phép không nói thêm về thiết kế. Đây là bài giải mã con chip, không phải bài cà khịa. Các ông đừng có nhắc đến thiết kế của nó trong video này nhá. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.